Hello, xin chào tất cả bà con nữa nha. Em về con Nakamura, con này mấy Nhật nha. Con mới vào đời cao luôn nha. Con này hành trình 700 mỗi tấc. Để bỏ tự động, gạt tự động. Này nhấp nhau rồi vô nha, băng bạn rất là đẹp lắm nha. Băng lớn luôn. Để số để tự động, gạt tự động, chấm nhấp. Cái này số vọng luôn nha. Để cao số vọng luôn. Nay điện 3 pha 388. Nói gì rồi đấy? Giờ nó qua vòng là nó nhảy thôi. Nó trái phải, nó tự động nó qua vòng nó chạy thôi. Qua vòng nó chạy. Trái phải luôn nha. Cái này là đời cao là gạt luôn là tới luôn nha. Đây để 650 nha, nhưng mà em canh hết cốt rồi nha. Là được 700 nha. Con này nàng tầm phải 2 tấn mấy nha năm. Tầm 2 tấn 4, 2 tấn rưỡi. Con này vệ sinh lên rất là đẹp luôn nha. Nó tự động qua lại các bạn. Nhảy qua nhảy lại. Này eto lớn luôn nè, 360 luôn á, 360 mở phải cũng phải 360 luôn á, con này eto lớn luôn nha, có xoay đồ luôn nè, còn trên này có bé đồ nè, cái này có bé góc luôn nè, chỉ có thiếu cái cốt dao này nha, cốt dao nha, anh em về chế vô nha, con này băng bàn rất là đẹp luôn. Này số trong là bao đẹp luôn nha. Anh em về đổ nhớt nha, đang khô nhớt nha. Nhớt luôn. Trong là bao đẹp luôn nha. Đổ nhớt thôi nha. Này hết nhớt, khô nhớt, không có nhớt nha. Em mới xịt nhớt thôi nha. Này có cái nắp chụp ngoài luôn nha. Thì mót em gỡ ra ngoài. Đổ số khác. Này số vòng luôn nha, số nhảy bốc luôn nha. Này chưa qua phải nhấp cái, đây ngược. Rồi đúng rồi đó. Nhiều số luôn. 2 4 6 8 số. Rồi tiếp. Đã nhấp luôn nha. Này chưa có chỉnh sửa rồi gì hết mà chạy hoạt động ok luôn nha. Bỏ vô nhấp cái đã. Nhấp côn thôi. Đó. Nhấp côn mình cũng gạt được. Chưa. Đó. Nhảy khóc luôn. Nhanh luôn. Tiếp. Đang chậm thôi chứ qua nhanh nó nhanh lắm, không có xài. Chậm 4 số, nhanh 4 số. Quá, quay tròn nó vọng rồi chứ. Quay vọng luôn hả? Cái số tròn thôi mới quay tròn chứ. Thì qua ngứt thôi, cái số đỏ rồi, cái đỏ rồi. Đỏ rồi đây. Đó, tắt ra được rồi. Cái bà này nó dài lắm nha anh em. Rồi tắt luôn, tắt luôn. Có bàn nó đo cái trên cái đầu trên luôn á. Đó, từ cái đầu tới đây là tới 1m46 luôn nè. Bên này để có máy bơm nhớt hết nha. Có bơm nhớt tay hết nè. Bơm nhớt lên thôi, băng nha. Chưa có bơm luôn á. Đồng rồi, hoạt động ngon lành. Nhông bồng bao đẹp, anh em về đổ cái nhớt cho nha. Trong chưa có nhớt nha, mới xịt nhớt cho thôi nha. Anh em cần bào dài thì có dễ luôn. Trên này cái bàn trên nó cũng đẹp luôn. Mực me rồi còn nguyên.
nó thiếu cái cốt thôi, thiếu cái đầu rồi. Cho tôi cốt gắn dao này lên xuống ok, này đề cao rồi. Anh em có nhu cầu con này thì có gì alo nha. Em về thêm máy khoan này, Hitachi này, 1m, cao 1m nha, Hitachi. Hitachi con này cũng Hitachi nè, Hitachi con này 1m3 nè, anh em nào cần thì con này nè, 5 triệu rồi, hoạt động ok con lành luôn nè. Mặt nó đầu bàn bít, đầu quay lên cái đầu xiết mâm cặp lớn lớn luôn nè. Rồi tô con này có bơm nước luôn, con này bao dòng chạy 35 triệu nha. Con bào này dòng chạy 35 triệu luôn nha em. Còn con nó tiền 430 với 1000. Con này hầu rồi nha. 53 pallet. Con này mấy con này thì em sẽ quay sau nha. Con này bao dòng bao chạy luôn. 58 triệu nha. Chốt cho anh em nha. Có hầu. Trong tâm 1m. Anh em cần mấy con này thì có gì alo nha, inbox qua Zalo nha. Hôm nay em chỉ có quay cái con chủ yếu là con máy thì chốt thôi nha. Em xin tắt video nha, xin chào tạm biệt nha.